Rồi, xin chào tất cả bà con đã xem kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay em có quyền một số mặt hàng để giao lưu cùng bà con cô bác, mong bà con cô bác ủng hộ mình nha bà con. Mình đây là Triền ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thế, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại mình là 0915725306 nha bà con. Mình có gì một số như là ba cái trang sen, trang sen Nhật lá nhỏ, rồi mai chứng thủy lá chung, có phôi có nha bà con, có cây thành phẩm với một số phôi chung nu rất đẹp nha bà con. Rồi linh sam 86 lá gí, rồi linh sam siêu bông với số trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Mong bà con cô bác xem và ủng hộ mình nha. Rồi vô đầu tiên cây số 1 là một cây trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Cây trang này là nó được thừng chậu rồi. Mình nuôi cũng có nửa năm nay rồi nha. Cắt phôi mình nuôi lại, trang này là trang xưa nha bà con, trang đỏ lá nhỏ. Cây này là đầu tiên mã số 1 nha bà con. Rồi chiều cao của nó là nó chiều cao 1m10 phân nha bà con, 1m1, tán ngang ở đây nó 70. Rồi đo thử thân cái rồi nó mới lớn nha. Rồi thân cái nó 18 nha bà con, thân đại diện nó 18, cái này nó hai thân. Rồi tổng hoành đế nó 37, tổng hoành hoành củ đế nó 37 nha bà con. Thân này nó dính liền nha, không có gỡ được nha. Cây này hoành 18, cây này khoảng hoành 16. Đó, trang đỏ lá nhỏ. Mã số 1 mình giao lưu với bà con cô bác nữa bó bầu nha bà con. Với giá là 2 triệu 2 mình bao phí ship toàn quốc. Cây này nữa mình bó bầu nha bà con. Tiếp tục mã số 2 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn bà con ơi. Trang đỏ lá nhỏ, mã số 2. Cây này mình dâm này cũng thừng chậu hết rồi. Rồi chiều cao đó là 90. Tán ngang đây là nó 57. Trang đỏ lá nhỏ. Mã số 2. Rồi đó tổng cái cụm 3 cây này coi. 36, tổng cụm 3 cây là 36. Rồi thử cái thân đại diện này. Hoành nó 15. Mấy cây này cũng na ná nhau, 19 nhau nha bà con. Rồi cây mã số 2 này mình giao lưu với bà con cô bác giá 1 triệu 2. 1 triệu 2 mình bao phí ship luôn. Bó bầu nha bà con. Rồi tiếp tục mã số 3 cũng là cái trang đỏ lá nhỏ luôn. Ôi cái này 5, 5 thân nha bà con, rất là đẹp, nó xẹ như bằng tay á. Trang đỏ lá nhỏ này trang xưa chứ không phải trang công nghiệp bà con ơi. Cây bứng ở bờ gào. Rồi chiều cao của nó là nó 88, tổng tán ngang của nó là nó 65. Trang đỏ lá nhỏ. Cây này thì hoành nó không có lớn không, đo thử cây đại diện ấy. Cái này như cái quạt á. Rồi hoành của nó chín mà con ơi, hoành thân chín nè, 5 thân nha bà con, cốt nó liền dưới nha. Rồi cái mã số 3 này giao lưu bà con cô bác giá là 1 triệu. Ồ, 1 triệu mấy, triệu mốt, 1 triệu 100 ngàn nha bà con. Cái đó 1 triệu 100 ngàn mã số 3. Rồi tiếp tục mã số 4 bà con ơi, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn, cây thừng chậu. Cái này mình nuôi đây cũng được cả năm rồi nha bà con, cũng lâu lâu rồi mình không nhớ nữa. Chiều cao nó 90, tán ngang nó 42. Rồi cái hoành thân trên này là nó 13, cây này khoảng 12. Nó liền nhau nha bà con, trang này kiểu trang xưa. Rồi cái này 900 ngàn mã số 4 bà con ơi, 900 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 5. Mã số 5 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ. Mấy cây này thừng chậu hết nha bà con, trồng lâu rồi nó như nằm như con thú nè. Cây này đừng cái nó già, nó xù xì trơn rồi kia không lớn được. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi chiều cao của nó là 55, tán ngang của nó là 36. Rồi hoành vị trí này 11. Cái củ nó dài vậy nha bà con, nằm nè. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi cái mã số 5 này vô lưu giá 600 ngàn. Tiếp tục mã số 6 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn. Mấy cây này thừng chậu hết, chậu này nhựa nó nứt rồi bà con thông cảm nha. Mình ship đi nó có nứt bể bà con thông cảm, nhưng mình bó chắc lại đừng cho bể bầu thôi. Rồi chiều cao nó 54, tán ngang, tán ngang 32, ví dụ quên nhắc. Rồi hoành vị trí này 10,
Chỗ này mươi hả? Mã số 6, 600 ngàn. Rồi, mã số 6, 600 ngàn nữa bà con ơi. Rồi, tiếp tục mã số 7. Cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ luôn. Mấy cây này nó già nhờ, có bộ cũ, này, già nó nu nần chân. Rồi, chiều cao nó 60. Tán ngang nó 34. Rồi, hoành vị trí này 12, 11 chứ. 11 bà con ơi. Trang đỏ lá nhỏ, nó có củ đặc nha, củ cứng ngắt nè. Rồi mã số 7 này giao lưu với giá là 600 ngàn đó bà con ơi, cũng đồng giá. Tiếp tục mã số 8 là một cây linh sam siêu bông, quay chậm. Một cây linh sam siêu bông nha bà con, cây này lá nó vàng vàng này là sắp ra hoa nè. Cái kênh mình quay nhà mình gửi qua kênh LTK Phát, ví dụ nó có cái gì mà không rõ nét gì bà con cái chụp hình Zalo mình gửi cho chính xác nha bà con. Rồi chiều cao nó 36. Tán ngang nó 55. Đó, siêu bông nha bà con, linh sam siêu bông. Hàng này nó hơi quái quái. Rồi hoành vị trí này là kể 19 đi, 20 yếu một chút kể 19. Rồi cái mã số 8 này giao lưu bà con cô bác với giá là 950 ngàn. Rồi tiếp tục là mã số 10. Tiếp tục là mã số 10 nha bà con, cũng là một cây linh sam siêu bông. Cây này dáng quái quái. Chiều cao của nó là 34. Tán ngang ở đây là nó 54. Linh sam siêu bông. Hàng rất là quái. Thông số cho bà con xem. À, vị trí này cái 20. Cắn chốt cái 20 thôi. Rồi cái mã số 9 này giao lưu bà con bác giá 1 triệu nha. Rồi 1 triệu. Rồi tiếp tục là mã số 10, cũng là linh sam siêu bông luôn. Những cây này mình bẻ được mấy nước dây rồi nha bà con. Rồi chiều cao của nó là 30. Tán ngang nó rộng là nó 45. Linh sam siêu bông. Rồi thông số cái hoành nó có được cái lớn. Kẹt. Rồi hoành vị trí là 15. Rồi cái mã số 10 này 900 ngàn mà con ơi. Tiếp tục là mã số 11. Mã số 11. Chiều cao của nó là 33. Tán ngang của nó là nó 49. Linh sam siêu bông. Mã số 10, 11. Trời chuyển mưa, quay được nào cũng trời chuyển mưa tối quá. Cái này nó đo không được bà con, nó đụng cái này nè, không được. Cái này quanh nó cỡ 17 nè. Cỡ 16, 17 trên rồi, cũ dưới bự nha. Rồi, cái linh sam mã số 11 là 900 ngàn bà con ơi. 900 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 12. Cũng là một cây linh sam siêu bông luôn bà con ơi. Chiều cao của nó là nó 36. Tán lá ngang là nó 45. Hoành vị trí này 17. Rồi cái mã số 12 này là 950 ngàn mà con ơi, mã số 12 950 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 13 cũng là một cây linh sam siêu bông. Dáng này cũng hơi đổ hơi nha bà con, không được đổ sâu, hơi hơi xuống à. Cành trực cành quyền. Rồi chiều cao của nó coi, chiều cao của nó là 40. Tổng cái tán lá của nó là nó 72. Tổng tán lá 72 nha bà con. Rồi hoành vị trí này, chỗ này là vị trí này 19 nè. Hoành 19. Củ nó bự nha bà con. Linh sam siêu bông.
Cây này mình được ba nấc dây nha, con cái này về gỡ dây chơi được rồi đó. Cây thần chậu. Rồi cái mã số 13 này mình giao lưu với bà con cô bác giá là 1,6 triệu nha bà con. Rất là ấy nè, cái nữa anh bó bầu nha con, cây này thần chậu rồi. Nó bó bầu cái chậu này nặng quá. Rồi, tiếp tục là mã số 14. Mã số 14 nha bà con, cái này lên sam 86 lá gí nguyên thủy. Cái cây này nó có bị lửa nha. Nó lửa đường này nè. Đây lên đây mình bán giá rẻ cho bà con chơi, nó lửa nhưng mà mình xử lý xong hết rồi. Rồi, hoành vị trí này nó 26. Hoành vị trí này 26 nha bà con. Hoành 26. Rồi chiều cao đo chưa? Chiều cao nó là nó 25. Tán lá này nó 46 nha bà con. Rồi cái mã số 14 giao lưu giá 700 ngàn bà con ơi. 700 ngàn mình bao ship luôn. Rồi tiếp tục là mã số 15. Cũng linh sam 86, cái này cũng lửa luôn nha bà con. Nó lửa cục này nè. Thì đây ra đây nè. Còn nửa cây bên đây nè. Rồi chiều cao của nó là 32. Tổng cái cây nha. Tổng cái gốc của nó là 28. Tán lá của nó là nó 54. Chiều cao 30. Chỉ chú cái thùng để trong nhà. Rồi cái mã số 15 này giao lưu giá 700 ngàn nữa mà con ơi. Số điện thoại mình là 0915725306, số Zalo là số đó bà con ơi. Rồi tiếp tục là mã số 16. Chiều cao đó là 44. Trời chuyển mưa nó hơi tối một chút bà con thông cảm nha. Rồi tán ngang nó 50. Hoành vị trí này 18 nha. 8 nhiều củ nở, củ dưới to nè, hai tay. Rồi mã số 16 này giao lưu bà con cô bác giá là 1 triệu. Wow, phí ship luôn, mình ship luôn cả chậu này bằng nhựa nha bà con. Chậu này chậu nhựa chứ không phải chậu xi măng. Có bể bà con thông cảm cho mình. Rồi chiều cao nó 48. Tán lá nó 52. Cái mã số 17 nha bà con. Hoành vị trí này hay. Ngay củ rễ này là 20 đi, rễ 20 ngang củ rễ. Thì cây này củ nở. Rồi cái mã số 17 này giao lưu bà con cô bác giá 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt, triệu 100 ngàn. Cái đó thì chậu nó ship được. Chậu nhựa mình ship được, chậu xi măng thì bó. Rồi chiều cao cũng là 37, cái này linh sam 86 lá gí nguyên thủy nha bà con. Rồi tán lá nó 55. Hoành vị trí này là 18. Mình thân 18. Chè xuống cũ thì nó bự lắm. Nó chạc ra như củ tỏi. Rồi mã số 18 là giao lưu bà con cô bác với giá là 1,50 triệu bà con ơi. Rồi tiếp tục là kiếm cái gì cho chim. Rồi tiếp tục là mã số 19, cái này là cây mã số 19 này là cái cây mai chiến thủy trung nu nha bà con. Trung nu da đen nha. Cây này mới bứng về mình chưa vệ sinh rửa gì hết. Mới đục ha. Chiều cao nó 36. Rồi cái này là cái vị trí mình đo chỗ hoành nó chỗ đỏ này nha bà con. Vị trí hoành đo đỏ này là nó 30 nè, chiều cao 37 gì nè. Đó. Mai chiến thủy trung nu da đen nha bà con. Rồi cái này giá 700 ngàn bà con ơi. Mình bao phí ship toàn quốc. Tiếp tục là mã số 20. Mã số 20 cũng là mai thủy trung nu nha bà con. Mai chiến thủy trung nu. Rồi cái hoành ở chỗ mình đo này nó là 22 nha bà con. Chiều cao này 24. Hoành ngang eo này là 22 hoành. Đó cái mã số 20 cây này 600 ngàn bà con ơi. Trực lắc. Mình đo trước cho nó nhanh đi, mình đo ngay chỗ cái chỗ mình gạch mực đó là chính xác đó. Rồi tiếp tục mã số 21 bà con, mai chiến thủy trung nu da đen luôn. Cây này nuôi lần, cái này cái thẹo nha, mình gọt thử một cái cho bà con xem nè, đỏ nè đó.
cái này nó xì thịt ra là mau lành đó nè, thịt nó lòi ra nè, là cái thẹo này nhanh lành, nó cuốn vô nè, cây nó cứng nha bà con. Rồi chiều cao của nó là chiều cao nó ba, cái hoành nó 34 nha bà con, cái hoành chỗ cái mực này là 34 nha, chiều cao nó 45 tới đây đó. Mã số 21 này 750.000 bà con ơi, 750.000 mã số 21. Tiếp tục mã số 22 cũng là cái mai kiến thủy chung nuôi da đen luôn đó, chung nuôi da đen nha bà con, nu nần hết rồi. Mai chiến thủy chung nuôi da đen. Rồi mình đo vị trí này nghe bà con, đo hoành chỗ này nè nha, ngang qua đây là 29, hoành 29, chiều cao 55 đó. Mã số 22 750.000 bà con ơi, mai chiến thủy chung nuôi da đen. Cái thẹo này mình xử lý nó đỏ nha bà con, không có gì nghe, cái thẹo mà cắt cho nó thon nè đó, chứ nó không có mục nha. Đâu có hoành hai mấy nữa. Rồi cái này là mã số 23 nha bà con, mã số 23 mai chiến thủy chung nuôi da đen luôn. Cây này nó nu sần cho nó lên nu xù cho rồi. Cái cây này là hoành nó 24 chỗ vị trí này nghe bà con, vị trí này hoành 24, chiều cao này 30 phân đó. Mã số 23 này 750.000, cây này đế đều hết mà nó da nó xù nu xù chân nè, lòi thịt. Rồi mã số 23 750.000. Tiếp tục mã số 24 nha bà con, cái này mã số 24 đó, cái này chơi cái dáng thiên nhiên nha bà con, nó quýnh nó cần nè, trên nó lợp xuống được nha bà con, phóng ra đây mình cắt gì thì bà con cảm thấy vừa ý thì để, rồi không vừa ý bà con gì làm lại nha, mình cắt theo ý mình vậy thôi. Mai chiến thủy chung nuôi da đen. Cái cây này là cái hoành đó là chỗ này là 34 nha bà con, chỗ này nè, chỗ này 34 chứ dưới này bự nữa, đây chỗ này là 34 mình làm dấu đây. Chiều cao của nó là 46, từ đây lên đây 46 đó. Cây mã số 24 này giá 1.000.000 nha bà con, cây này nạt cây lắm, đế bonsai nè, nở củ tỏi. Rồi cái này 1.000.000 mã số 24. Tiếp tục mã số 25 cũng là cây mai khiến thủy chung nuôi da đen luôn đó. Mấy cây mình mới bứng về mình chưa có rửa nữa nghe bà con, cái đục sữa là bán hả đó. Cây này là hoành á, hoành ở vị trí này là nó chỗ làm dấu này là hoành 29 đó, chiều cao nó là 1 tấc 6 nha bà con. Cái này lùng lực nha, cái này có mấy chân cành gì quýnh là chơi được rồi, mau lắm đó. Cây này mã số 25 700.000 bà con ơi, hoành 29 cao 16, rồi 700.000 mai chiến thủy chung nuôi da đen. Rồi cây mã số 26 cũng là mấy cái mai chiến thủy chung nuôi da đen luôn. Cây này nó dáng lắc lắc như thú nha bà con, cái này thẹo mình xử lý gọt là thịt đỏ hết nha bà con. Rồi cái cây này là cái hoành chỗ này là 28 nha bà con, hoành thân 28, tổng chiều cao này là 24 đó. Cái mã số 26 này cũng 700.000 luôn, hoành 28 là nha bà con, hoành bự lắm, 700.000. Rồi tiếp tục mã số 17, cái này mình bán một đôi đi cho dễ ship, hai cái này trực lắc mà. Mã số 27, hai cây này nó lắc nha bà con, cây này nó mình trồng hơi gì chút mà hai này trên cặp được trực lắc được, mình cắt mình đục sẵn cho bà con luôn đó. Mã số 27, cây này là hoành chỗ này 17 nha, chiều cao 20 đó. Còn cái này ở chỗ làm dấu đó rồi, hoành 17 nha bà con, chỗ eo này 17 nha, cao 19 nha bà con đó. Cặp mã số 27 này 900.000 nha bà con, 900.000 một đôi nè, bao phí ship cho bà con về chơi luôn. Rồi tiếp tục cái đôi mã số 28 đó, cây này chơi trực pin được nha bà con, trực thẳng lên nè. Còn cây này nó lửa cho này chút nha, cái này không phải lửa, nó chóc da cho này chút nè, dưới này thì lành hết rồi, cái này có thịt hết rồi nè, chỉ còn lõm dưới này thôi nha, lõm dưới này nè đó, nó sành hết rồi. Cái này giống như là nó bị táp, nó luộc, nó chóc cái da nó rồi lành cuốn lại. Cây này thì hoành nó 20, chữ vị trí này chiều cao 25. Còn cái này hoành vị trí này là có 13 thôi, dưới này thì bự nha. Trên cái thân một thân này có 13, còn cũ này bự lắm. Đó. Hoành 13 chiều cao 17. Rồi đôi mã số 28 này giao lưu bà con cô bác với giá là 500.000 mà coi, 500.000 đôi này. 500.000.
Rồi mình có một cây trà Phúc Kiến nè bà con, bừng sụm ở miền Nam, ở bừng sụm ở miền Bắc gọi là trà Phúc Kiến gì nè. Cái này quá già luôn nè, da nó nu nặng trơn rồi, nó có trái nhóc nha bà con. Rồi chiều cao nó 57, nó đang mang trái đỏ đỏ nè. Nè đây cũng có nè, nè đang mang quả nè, đây hai ba trái nè. Rồi tổng tán lá của nó là nó 560, tổng tán lá 60. Rồi mình đo hoành vị trí này nghe bà con, hoành vị trí này là 20, rồi hoành tuốt trên đây đó là 12, rồi hoành củ đế đây là 33. Rồi cái mã số 29 này, cái chào Phúc Kiến giao lưu giá 1,5 triệu bà con ơi, 1,5 triệu, 1,5 triệu. Rồi tiếp tục mình có hai cây sâm trái bà con, mini hàng để bàn, được cái bộ đế rất là đẹp, già xù xì hết rồi. Sâm trái cái này nó có cái thẹo ở đây nha, mà mình cắt nó cuốn rồi nha, nè cái thẹo chỗ này nè, cắt bỏ bớt một cành đó rồi nó cuốn vô rồi đó, thịt hết. Chiều cao ở đây là nó 18, tổng có tán lá nó là 37. Rồi hoành vị trí là 15, yếu một chút để 14 cũng được. Rồi mã số 30 mình giao lưu với giá là 1,2 triệu, mình ship luôn cả chậu luôn nha bà con, 1,2 triệu. Rồi tiếp tục là mã số 31, cũng là một cây sâm núi trái luôn. Mã số 31, chiều cao đó là 29, tán nó rộng ở đây nó 38, chiều cao 29 tán rộng 38 nha bà con. Đâu hoành thân à. Mình thân này cái 16 thôi, 16 rưỡi cái 16 thôi bà con ơi. Sâm lưỡi trái củ đế thì vậy đi, khỏi đo củ đế hai tay thì nó trồng trong cái giót nhựa rồi nó ăn cái củ đế dần do nè. Sâm lưỡi trái nha bà con, bảo đảm trái này, chăm chăm nha. Rồi mã số 31 thì giao lưu bà con cô bác giá là 2,8 triệu, mình ship luôn cả chậu nha bà con, ship luôn cả chậu luôn, 2,8 triệu nè. Để đi đi. Rồi tiếp tục mình có cây mai chiến thủy chung luôn nha bà con, cái này gì ép chậu chơi được rồi nha, bị hổng gà mình chưa có thời gian mình ép chậu, cái này xong nữa mình bó bầu cái gì ngoài bà con ép chậu vô chơi luôn. Mai chiến thủy chung nu, cái này ấm tàn rồi, chiều cao nó 24, tổng tán lá ở đây nó 36, trực lắc nha bà con, cái này uống đúng tai chi chứ không chi không có đi bị lỗi nha bà con. Có thẹo này nó cuốn vô chưa lành nha bà con, nó còn cái mặt cắt thôi nha. Rồi đâu xong số hoành cho bà con xem. Rồi hoành vị trí này cái 21 đi, 21 máy tính 21. Tổng cái nồi đế nha bà con 44 nha, tổng cái nồi đế 44, đế chảy đều gan, cái này mình chưa có bươi nha, bươi vô thì nó lòi rễ nhỏ nhỏ lên nữa, bởi vì nó lú cái củ cậy rễ thôi, khi nào mình về ép chậu thì mình kéo nữa, kéo bớt ba này ra cho nó chảy đế thêm nữa. Mai chiến thủy chung nuôi mã số 32 nha bà con. Mai chiến thủy chung nuôi da đen mã số 32. Rồi cái này mình giao lưu với bà con cô bác giá là 6,5 triệu nha bà con. Cái này gì ép vô chậu đẹp chơi là mỹ mãn. Nữa mình bó bầu nha bà con, cái chậu xi măng ship không được nên bó bầu về bà con sang chậu luôn. 6,5 triệu mình bao phí ship toàn quốc nha bà con. Rồi xuống đi. Rồi tiếp tục là mã số 33. Rồi cây chăn sen Nhật nha bà con, cây mấy cây này thừng chậu hết rồi nha, mình trồng đây cũng lâu rồi, nó ra ba bông ra nhánh rồi nè, đầy đủ rồi. Chiều cao nó 28, tán lá nó 26, hoành vị trí này nó 13, dưới này thì nó 10-15, mình nhờ nhờ củ rễ nó sởm nha bà con. Rồi cái chăn sen Nhật mã số 33 này 700.000 nha bà con, 700.000 mình đóng thùng về cho bà con chơi, cái này gì ép ở chậu đẹp chơi mỹ mãn.
Cái bông này nó rất là lâu tàn nha bà con. Cái bông này là tháng mấy, 2 tháng nè. Bông đang dì đặc hết nha bà con. Dì nó ra lai gai hoài tới Tết luôn đó bà con ơi. Cái bông nó tháng mấy, 2 tháng nó tàn. Rồi chiều cao nó 32, tán lá nó 32 luôn. Hoành vị trí này 12. Hoành cũ này 21. Rồi mã số 34 này 700.000 luôn bà con ơi. Tiếp tục là mã số 35. Cũng là cây trang sen Nhật luôn. Đó, cây nào cũng lú qua nha bà con, qua đỏ tư chứ nè. Sen Nhật. Rồi, chiều cao nó 32. Tán lá nó 30. Hoành nó 10. Hoành cũ ở đây 23. Dạ lên đọt. Rồi cây mã số 35 này giá 700.000 nữa bà con ơi. Tiếp tục mã số 36. Cũng là một cây chăn sen Nhật. Cây này mình ép chậu vô nha bà con. Cây kia chưa ép. Cái này cái chậu mình ép nó hơi chinh chút gì bà con chỉnh lại giùm mình. Chiều cao nó 32. Tán lá nó là nó 25. Hoành vị trí nè cái 12 đi. 12 gửi cái 12. Rồi hoành cũ đây 22. Cũ đặc sệt luôn nha. Rồi cây mã số 36 này 800.000 mà coi. 36 800.000. Tiếp tục mã số 37. Cũng là cây trang sen Nhật luôn. Chiều cao đó là 32. Tán lá đây là 24. Hoành vị trí là 12. Hoành cũ là 24. Cũ là đặc hết nha bà con. Rồi cái mã số 38 là 900.000 mà con ơi. Ở 37, 37 900.000 nó nhầm. Tiếp tục mã số 38. Cũng là cây trăng sen Nhật luôn nha bà con. Chiều cao nó 36. Tán lá là 30. Hoành chỗ này cũ đặc chỗ này nha, 14. Rồi dưới này là nó 21. Nó xổm lên nhiêu nha bà con. Mã số 38, cây trang sen Nhật nữa mình đóng luôn cái chậu này, đóng thùng cho bà con chơi nha, chậu này mình xi măng giả đá nha bà con. Rồi mã số 38 900.000 luôn. Tiếp tục mã số cuối cùng là một cây me chua nha bà con. Cuối cùng là cây me chua. Cây này cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Mình còn có một cây nữa là hết luôn nha bà con. Me chua. Dáng rất là đẹp. Này mình vô được 2 nước dây rồi. Tổng chiều cao của nó là nó 52. Tổng có tán lá ở đây là nó 54. Tổng tán lá 54. Hoành vị trí này là 13. Chỗ này 13. Tổng cái củ đặt đây. Tổng củ đặt nó 30. Lên gần gan tay nha bà con. Lên một khúc này nè. Nó xổm này nó quái nha. Cây me chua. Rồi mã số 39, mã số cuối cùng cho luôn bà con, bắt giá 1.1.000 mà nữa mình bỏ bầu chứ không có ship chậu bà con, cái ship chậu này nặng lắm. Rồi cái này cuối clip bà con ơi. Rồi cuối clip mình cũng xin chúc bà con cô bác xem kênh về sức khỏe nha bà con. Cũng rất mong bà con cô bác xem kênh và ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau bà con ơi.